Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một cái liều sinh tồn mình vừa đặt mua trên Lazada các bạn. Cái liều này mình đặt mua trên Lazada với giá của nó là 198.000 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra và mình review cho các bạn coi luôn. Mới đầu thì mình tưởng đâu là cái lều được gói trong cái miếng giấy không, nhưng mà nó có cái túi đựng của nó luôn nha các bạn. Túi đựng của nó cũng khá là đẹp luôn các bạn. Nếu mà cái lều này nó có cái túi đựng như vậy là rất là tiện luôn nè. Mình đi chơi mình có thể xách theo. Ban đầu thì mình cứ tưởng lâu là nó chỉ có cái lều trơn thôi, được cuộn vô trong cái gói bằng cái miếng giấy như vậy. Nhưng mà nó có cái túi đựng về rất là tiện luôn các bạn. Cái lều này là của hình như của Trung Quốc các bạn ơi. Bây giờ để tôi bung lều ra cho mấy bạn coi bên trong nó có gì nha. Đây, bên trong cái lều của chúng ta đây. Cái này là như cái chụp nóc của cái lều các bạn. Cái phần thông hơi ở trên đó có cái chụp nóc về để nó thông hơi với nó tránh nước mưa không có đổ vô các bạn. Theo mình thấy nếu mà cái dải của cái lều nó như vậy thì cũng khá là chắc đó các bạn. Kiểu giống như là dải dù đó các bạn ơi. Bên đây sẽ có mấy cái cây này để mình đi cắm trại, mình đóng cọc xuống nè các bạn. Đóng cọc xuống để tránh bị gió thổi tóc cái lều của mình bay đi á. Rồi. Để tôi xem bên trong nó có gì. Bên đây có, bên trong nó có mấy cái cây để mà xỏ vô cái lều của mình đó bạn. Đây, để tôi lấy ra luôn. Tất cả là bao nhiêu cây đây? Mấy cái cây này nó có cái sợi dây dính với nhau các bạn. Cái cây này là rất là tiện luôn nè, thay vì nó rời nhau. Nó có ở trong ruột, nó có cái cây ở chính giữa các bạn. Không, ở trong ruột nó có cái sợi dây ở chính giữa để mình xỏ vô nè. Để mình xỏ vô nó không có bị lộn mấy cây các bạn. Cái này cũng khá là dài luôn các bạn ơi. Đây. Để tôi gắn vào xong tôi bung cái lều ra cho mấy bạn coi nha. Cái theo mình thấy cái cây này nó khoảng tầm hơn 2 mét đó các bạn. Để tôi ra gắn thêm cái cây này vô nữa. Rất là dễ gắn luôn các bạn. Các bạn chỉ cần kéo nó ra và ngay đây nó có cái khớp nè bạn, khớp nối nè. Kéo ra mình có cọng dây ở trong chính giữa cái ruột của nó. Chỉ cần để vô là ok rồi. Rồi, đây xong. Hai cái cây này là xong rồi các bạn. Ok, bên đây là phần cái lều đây. Rất là rộng luôn, không mà sâu. Cái này hình như cái mặt ở dưới nè các bạn ơi. Đây là cái phần ở trên nè. Tôi quay camera rộng ra cho các bạn coi nha. Cái lều này thì theo như mình mua, người ta ghi thông tin là có thể ngủ từ 2 tới 3 người nha các bạn. Người lớn thì 2 người, còn có thêm nhỏ em bé thì có thể là 3 người. Bây giờ tôi sẽ ráp cái lều vô cho mấy bạn coi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó xuyên qua bên kia. Đây, nó xuyên qua mấy anh này. Người ta có may sẵn cái miếng vải giống như là hình cái ống vậy để mình xỏ qua. Đó. Kéo qua. Ôi, chuột rồi. Này các bạn đẩy thẳng qua luôn nha, các bạn đừng kéo lại nó bị giục cây. Đẩy thẳng qua luôn. Cái này nếu mà hai người thì làm nó, tôi nghĩ chắc nó sẽ nhanh hơn. Một người làm xoay trở nó hơi khó các bạn. Rồi xong một cây rồi, bây giờ tôi sẽ gắn thêm một cây nữa bên đây. Như vậy là có thể để bung là cái liều lên. Chỗ cái cạnh, mỗi cạnh của cái lều nó có cái miếng bằng mũ như vậy để mình nhét cái ống này vô nha các bạn. Còn cái lỗ nhỏ thì là tôi nghĩ là nó để nó nhét cái cây sắt chống lật của cái lều này nha các bạn. Rồi xong, để tôi qua bên đây. Rồi vô bên kia rồi. Mà một người làm chắc khoảng tầm hơn 10 phút rồi. Ở trên đây nó có cái sợi dây cột lại để cố định cái lều của mình đó các bạn. Đó, bây giờ là ok rồi đó. Để tôi đi quay một vòng cho các bạn coi nha. Đó. Vậy như vậy là xong rồi nha các bạn. Có thể thấy là bên trong rất là rộng luôn. Như này có thể nằm hai người lớn thoải mái luôn nha các bạn. Cái này thì theo như tôi thấy thì nó có cái màn chống mũi nha các bạn. Để mình kéo lên. Để tôi để vào đây. Tôi kéo thử lên cho các bạn coi. Nó có xịt tia nè. Bạn đi khi mà đi làm thử thách sinh tồn thì khỏi lo cái vấn đề về mấy con muỗi nha các bạn. Còn trời mưa thì mình sẽ kéo bít cái này lên luôn. Bây giờ tôi sẽ nãy tôi quên gắn cái miếng ở trên cái nóc của cái dụ các bạn. Cái nóc của cái lều chứ. Bây giờ tôi sẽ gắn cái miếng hũ chụp. Cái này làm rất là hay luôn các bạn ơi. Nó có mấy cái móc như vậy nè. Ở bên trong kia nó có cái xeo để mình móc vô cái xeo đó. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là nhanh gọn. Đây. Xeo đây. Móc vô như vậy là đã xong rồi. Rất là nhanh gọn luôn.
rất là tuyệt vời. Tôi mua cái liều sinh tồn này để về sắp tới tôi sẽ làm thử thách 24 giờ nha bạn. Thử thách 24 giờ ở một số nơi. Với lại tôi sẽ mang cái liều này đi làm sinh tồn luôn nha các bạn. Sinh tồn luôn cho mấy bạn coi. Rồi để đi để tôi mở cái liều này vô bên trong ngồi xem nó như thế nào nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Trời này đang nóng vô ngồi chắc đổ mồ hôi quá. Bên trong thì nó hơi hầm nha các bạn. Rồi bên trong thì nó như thế này đây. Đó. Rồi bên trong nhìn ra ngoài đây nè. Bạn thấy không? Để tôi nằm thử nha các bạn. Tôi để camera đây tôi quay nằm thử cho các bạn coi luôn. Nằm thì rất là thoải mái luôn các bạn ơi. Nằm như vậy quá thoải mái luôn nè. Rất là đã luôn. Nó không có bị vướng víu tay chân gì hết. Nằm như vậy là cái đầu tôi còn khoảng chừng bao nhiêu đây nữa mới đụng tới cái đầu bên kia nha các bạn. Chung là cái lều này rất là rộng luôn. Rất là đã. Rồi bây giờ tôi sẽ ra ngoài. Tôi thử tôi đổ nước thử coi nó có bị thấm nước không nha các bạn. Để tôi kéo cái miếng này lại để đổ nước nó vô nó ướt. Đó. Các bạn đây nó tôi đổ hết bốn bên luôn xem coi nó có bị ướt ở trong không nha. Nãy nước tôi đem theo có con chai à, còn con chai tôi để uống. Các bạn có thể thấy nó bị ướt xuống tới dưới luôn. Thì tôi đổ hết rồi một hồi không có nước tôi uống các bạn. Lên đây trời nắng cũng khá là khát nước luôn nha các bạn. Rồi bây giờ để tôi mở vô trong xem nó có ướt ở trong không nha. Để tôi phủi nước đây trước nha. Không hề bị ướt một miếng nào nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để tạo động lực cho mình để mình làm nhiều các clip sau hay hơn nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.